Tối qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến có buổi tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Savannakhet, Lào do bà Linh Thong Setavan, Phó tỉnh trưởng làm trưởng đoàn nhân dịp đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Phó tỉnh trưởng Linh Thong Setavan bày tỏ sự hân hạnh khi được đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo thành phố. Phó tỉnh trưởng cũng mong muốn hai địa phương tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau trong thời gian tới, qua đó cùng nhau xây dựng, phát triển để mối quan hệ hai bên mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chân thành cảm ơn Phó tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet đã đến thăm chúc Tết thành phố nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết sẽ phối hợp với tỉnh Savannakhet cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác 2023-2027 và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong thời gian đến, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai bên và nhân dân hai nước.